kinh hoàng ở Nghệ An. Trong khi chính quyền, người dân đang tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua thì một trận lũ kinh hoàng lại quét qua huyện Nghèo Kỳ Sơn, Nghệ An. Sáng mùng 2 tháng 10, ông Thảo Bá Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trận mưa lũ kinh hoàng, cường độ mạnh diễn ra nhanh và gây thiệt hại khá nặng nề cho địa phương. Mường Xén thị trấn biên giới của huyện chúng tôi đang chìm trong biển nước sau mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Mưa lớn, lũ quét mạnh xảy ra từ khoảng 28 giờ sáng nay, mùng 2 tháng 10 trên địa bàn thị trấn và vùng phụ cận. Mưa lớn đã làm ngập toàn bộ khối 1, nhiều nhà dân, trụ sở công quyền. Do lượng mưa quá lớn, rác, cây cối từ thượng nguồn đổ về đã làm cho cầu ở khe Hồi Giảng bị tắc nghẽn, dẫn đến nước dâng cao gây ngập lụt, ông Dê nói. Cũng theo ông Thỏ Bá Dê, hiện nay có 3 nhà dân tại xã Tà Cạ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Rất may khi mưa lớn, người dân đã kịp ra khỏi nhà. Trong chốc lát, 3 căn nhà của các hộ dân sống dọc theo sông Đậm Mộ đã bị nước lũ cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản, ông Dê cho biết thêm. Được biết trước đó trung tuần tháng 9 năm 2022, tại địa bàn huyện Nghèo Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét đã làm cho nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa tan hoang, ruộng đồng, tài sản bị hư hỏng. Trận mưa lũ đợt trước đã làm cho huyện Nghèo Kỳ Sơn thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Trong khi chính quyền địa phương, các ngành chức năng và người dân địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua thì nay, huyện Kỳ Sơn tiếp tục hứng chịu lũ quét. Một số hình ảnh về trận lũ quét khủng khiếp tại huyện biên giới Kỳ Sơn. Tai nạn ở cầu Mỹ Thuận 2, nước chảy xiết, còn tôi lại không biết bơi. Trong lúc kiểm tra sàn công tác thi công cầu Mỹ Thuận 2, anh Si bị rơi xuống nước mất tích, gia đình nam công nhân vừa từ Huế vào Vĩnh Long, đang ngóng chờ thông tin người thân. Vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 30 tháng 9, thời điểm đó, 3 công nhân đứng trên giàn giáo làm cho công nhân đi từ ngoài vào bờ đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5 mét thì bất ngờ bị sập, khiến họ rơi xuống sông Tiền. Hai người trong đó bơi vào bờ được người dân cùng tàu điều tiết của đơn vị thi công cứu lên an toàn, riêng anh T.T.C, 29 tuổi, quê ở Huế do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích. Ngay khi nhận được tin dữ, gia đình nạn nhân đã tức tốc đi từ Huế vào công trình, chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm nam công nhân này. Gần một ngày qua, ông Trần Ngọc, cha anh Si kể chẳng thể chợp mắt. Mỗi khi có chiếc cano nào chạy nơi trụ cầu, ông đều hớt hải hỏi thăm mọi người đã có tung tích gì chưa. Tôi có 4 người con, trong đó Si là cả, Si làm công nhân xây dựng được 6 năm. Trước khi lập gia đình, tháng nào nó cũng gửi tiền về lo cho vợ chồng tôi. Do làm xa nên chỉ ngày Tết con mới về thăm nhà, con gặp nạn, tôi biết hy vọng mong manh vì ngay lúc Si rơi xuống nước chảy xiết, con tôi lại không biết bơi, chỉ mong sao đội cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy con, ông Ngọc ngậm ngùi nói. Anh Si quê ở Thừa Thiên Huế, sau 2 năm kết hôn, anh đưa vợ vào Vĩnh Long thuê nhà trọ gần nơi làm việc, vợ chồng anh Si được mọi người nhận xét hiền lành, xin làm việc, cả hai chưa có con. Liên quan tới sự việc, ông Nguyễn Thái Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7, chủ đầu tư cho biết, trước mắt, đơn vị đang tập trung tìm kiếm nam công nhân gặp nạn. Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Hà cho rằng do ảnh hưởng mưa bão, gió lớn, rung lắc rất mạnh khiến các mối hàn bị yếu. Khi ấy, có 3 công nhân đang đứng trên sàn công tác để kiểm tra các mối nối thì gặp sự cố. Khi thi công sàn công vụ này, nhà thầu đã thử tải đảm bảo an toàn cho phép mới đưa vào sử dụng, ông Hà khẳng định. Đại diện Ban Quản lý Dự án 7 cho rằng đây không phải là kết cấu chính của trụ tháp nên theo quy định đây là sự cố an toàn lao động, chưa phải sự cố công trình. Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu tư vấn rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh lại các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, ông Hà nói. Hiện công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động gây chết người xảy ra tại dự án cầu Mỹ Thuận 2. Cầu Mỹ Thuận 2 song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,6 km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Sau khi hai công trình này hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hình thành tuyến cao tốc đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ.